Chào mừng bạn đã đến với kênh podcast của Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Chào bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết Cứ học đại học đi, dù chẳng phải tìm đường đến thành công, của tác giả Nhật Tùng. Nào bắt đầu cùng Trạm nghiền ngẫm thôi. Thành công là điều mà mọi người dành cả cuộc đời để theo đuổi và mong chờ đạt được. Có vô vàn cách để đạt tới thành công. Kinh doanh có lẽ là con đường được nhiều người lựa chọn nhất. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được ba mẹ dặn rằng lớn lên nhất định phải học đại học, dù đó chẳng phải là cách dễ dàng nhất để thành công. Ta thường bắt gặp những bài viết kiểu như đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, không nên đặt nặng áp lực thi cử, không nên quá chạy theo bệnh thành tích, không học đại học vẫn có thể thành công. Nhưng ở Việt Nam, không đi học thì biết đi con đường nào khác đây? 18 tuổi, bạn không biết mình muốn gì và sẽ trở thành ai. Hôm nay xem một bộ phim hay về những luật sư tài giỏi, bạn nghĩ mình sẽ làm luật sư. Bản thân có một chút khả năng viết lách, có lúc bạn lại nghĩ mình sẽ làm nhà văn, nhà báo. Gia đình có một cơ sở kinh doanh nho nhỏ, bạn lại cho rằng mình nên tập tành kinh doanh thì hơn. Thậm chí đôi khi bạn còn nghĩ rằng bây giờ học hết lớp 12 xong mà mình đi học vẽ, có khi lại trở thành một họa sĩ đại tài cũng nên. Tất cả những việc đó bạn đều thích. Tranh luận, viết lách, kinh doanh, vẽ vời. Thực tế là cái gì bạn cũng làm tốt, chỉ là không xuất sắc mà thôi. Đó chính là lý do vì sao hầu hết chúng ta chỉ chọn trường, chọn ngành dựa trên học lực và hoàn cảnh gia đình. 18 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, chính thức bước qua tuổi thành niên. Hễ làm ngu là có thể vào tù, chẳng ai có thể lo lắng che chắn cho mình nữa. Muốn khởi nghiệp thì không có tiền, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Mọi ý tưởng chỉ mới nằm im trong đầu. Nhưng ý tưởng không có tiềm lực thì mãi mãi chẳng đáng một xu. Muốn đi làm nhưng trong đầu ngoài mớ kiến thức toán lý hóa văn sinh sử địa thì cũng trống trơn. Không học thêm một cái nghề thì biết làm gì khác đây? 4 năm học đại học mang lại nhiều hơn những kiến thức chuyên môn. Đi học trước hết là bạn mở mang đầu óc cho chính mình. Không còn là những bạn A làng bên, anh B cuối phố nữa. Chúng ta được tiếp xúc và quen biết với những con người ở tỉnh khác, vùng khác, miền khác, thậm chí là đất nước khác. Để ta biết rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn và ta chẳng là gì trong cuộc đời này. Hồi 18 tuổi thi đại học xong, tôi là thủ khoa khối D của huyện. Nếu bạn hỏi tôi có oai không, có tự hào không thì dĩ nhiên là có chứ. Dù trước mặt vẫn luôn miệng, ôi có gì đâu, ăn may ý mà. Ấy thế mà đến khi lên nhập học, nhìn trộm mấy bạn cùng làm thủ tục với mình thấy toàn là ngưỡng 28-29 điểm. Hồi tôi thi chưa có nhiều điểm 10 như bây giờ, điểm thi đại học trên 20 điểm đã là khá lắm rồi. Lần đầu tiên tự thấy mình ngu dốt và ấu trĩ biết chừng nào. 4 năm sau đó là cả quãng đường dài nhận ra những cái thiển cận của bản thân. Cái cậu toàn thấy đi học lại mà tôi thường cười khẩy chê cậu ấy dốt. Một tháng cậu ấy tự kinh doanh kiếm được cả mấy ngàn đô. Cái cô xinh xinh ngày nào cũng thấy bóng mượt ngồi bàn cuối soi gương mà tôi nghĩ học hành gì đâu. Hóa ra kỳ nào cũng nhận được học bổng loại A. Còn cái cậu học giỏi trong 100% mọt sách, hóa ra còn giỏi cả thể thao và làm chủ tịch câu lạc bộ trong trường nữa kia. Những tiêu chuẩn của một đứa nhà quê như tôi cứ thế dần dần biến mất. Tôi nhận ra thế giới này rộng lớn, có rất nhiều thứ có thể học, còn mình thì lại quá nhỏ bé. Thứ tôi thu lượm được nhiều nhất không phải là kiến thức chuyên môn, chuyên ngành, mà là những bài học về cuộc sống, những kỹ năng, những mối quan hệ, những cơ hội cho bản thân mình. Đi học cũng sẽ giúp bạn tìm thấy mình là ai. 4 năm đại học là khoảng thời gian để suy nghĩ thêm mình là ai, mình muốn gì và sẽ trở thành người như thế nào. 4 năm đại học cũng là khoảng thời gian để học thêm, thử làm và dám sai. Mặt sáng của việc coi trọng học hành đó là bạn có thêm thời gian và cơ hội để sai. Bạn sẽ được nếm mùi thất bại. Nó thật tồi tệ và kinh khủng. Nhưng mỗi lần vấp ngã, bạn hãy niệm chú. Không sao, mình vẫn còn là sinh viên. Chẳng ai trách một cậu sinh viên thất bại trong việc tự kinh doanh hay chọn nhầm nghề. Và nhớ là sau đó hãy đứng dậy, lại ngã, lại đứng. Cứ như thế, tuy vẫn vấp ngã, nhưng từ 5-10 lần ngã như vậy, giờ con số chỉ còn là 1-2. Bạn tôi, một ca sĩ khá nổi, học ở một ngôi trường cũng khá nổi, đã dám bỏ 15 năm đèn sách để cầm mic và hát bằng tất cả đam mê, điều mà cậu không bao giờ dám làm vào lứa tuổi 18. Ở tuổi 21, chỉ còn gần một năm nữa là ra trường, cậu bảo, đại học cho tao cái dũng khí mà hồi cấp 3 tao không có. Dù lúc này hay lúc ý thì tao vẫn ăn bám y như nhau. Và bây giờ cậu vẫn nổi tiếng, vẫn hot với vai trò một ca sĩ.
Vậy chúng ta có nên học đại học hay không? Đúng, đại học không phải là con đường duy nhất đưa bạn đến thành công, cũng chẳng phải ngắn nhất, cũng chưa chắc đã ngắn hơn những con đường khác. Chỉ là trong những giây phút còn đang bấp bênh vì chính cuộc đời mình, lựa chọn học đại học chẳng có gì là sai cả. Nếu bạn luôn biết rõ bạn muốn trở thành ai, bạn cứ hãy kiên định theo ước mơ đó. Còn nếu chẳng có gì, không sao cả. Nếu học được, thi được và không gặp những vấn đề bất khả kháng, cứ đi học đi. Đi học và cho mình thêm thời gian để tìm thấy chính mình. Tốn tiền cũng được, tốn thời gian cũng được, bởi thế giới này rộng lớn và lúc nào cũng có điều để học. Đó là những ý kiến mang chủ nghĩa cá nhân, bạn không nhất thiết phải luôn đồng tình. Nếu có bất kỳ ý kiến nào khác, dù đồng tình hay không, thì hãy để lại bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin chào và hẹn gặp lại!